em đã sinh thành chớ có quên công cha ngại mẹ sinh thành. Mẹ mang con 9 tháng thầy sinh một giờ trong lòng mẹ cha cha ngại tành dư. Chưng nước ngây thơ nhưng là chớ có quên công cha mà ngại mẹ sinh con ra. Công mẹ cũng lắm, công cha thời nhiều nào là khi ơi con ơi bồng bếp cơm sữa nâng niu. Thì nhọc nhằn cha mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn, đêm nằm quần áo chiều ta nó ướt thì đầm đầm cho ướt thời mẹ chịu cho đành tâm. Ăn đèn con ơi suốt cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ. À, mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm. Trời, kính thọ đôi bên thì cha mẹ là người hiếu chung cùng Thái Sơn ơi con ơi phụ mẫu ngàn trùng. Khuyên con cứ ở hiếu chung thảo hiền cha mẹ thì thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đèn cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi vấy con mong con tươi tốt được bằng hoa. Khi mình già mà tuổi luống cha già nhờ con bỏ công con lội suối kèo non cha thì tu nhân mẹ còn tích đức cho con sau này ở có tiền ới con ơi thời hậu được vây hay. Yeah.
Tây Đức. Mẹ ơn dày đền ân, trong phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân. Cảm thương cha mẹ ân cần ra con, mặc lòng ai thời thì phải đạo làm con. Nói đến cha mẹ con thương lặng mà nghe tôi kể đoạn chưa khúc nhôi, kể từ một ân trong lòng tim mẹ mới có thai.